ngày này, người dân tại thành phố Hà Nội còn chuẩn bị thêm cả phao, thuyền để phục vụ cho việc đi lại khi bị nước bủa vây. Nước lũ thì dâng cao, mưa thì vẫn trắng trời. Ở ven sông Hồng thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chiều ngày 11 tháng 9 năm 2024, nước lên càng lúc càng nhanh. Đường Nguyễn Tư Giản ngập sâu trong nước, ngập đến gần đầu gối. Dưới cơn mưa nặng hạt, người dân nội thành Hà Nội vẫn bị bõm lội nước để đi mua đồ ăn, nhu yếu phẩm cho gia đình. Tình hình mưa lũ phức tạp khiến cuộc sống của người dân đảo lộn khó khăn. Những hàng quán trong con phố này hầu như đều phải đóng cửa, không thể buôn bán. Một người dân năm nay đã gần 60 tuổi, trú tại số 3 đường Nguyễn Tư Giản, bàng hoàng khi thấy nước mỗi lúc lại lên nhanh. Ông cho biết bao năm sống ở đây, đây là lần đầu ông thấy nước sông Hồng lên nhanh và cao như thế. Gia đình vẫn đang tiếp tục di rời tài sản đến nơi an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 12 giờ trưa ngày 11 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 11,14m, dưới mức báo động 3 khoảng 36cm. Tuy nhiên, thông tin với báo chí trưa cùng ngày, ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho hay, việc ngập úng nội thành Hà Nội bị nhiều người hiểu sai là ngập lụt do sông Hồng. Bên cạnh đó, có nhiều thông tin tích cực, như từ 15 giờ chiều cùng ngày sẽ đóng thêm một cửa xả đáy của Thủy điện Tuyên Quang, giúp giảm lượng nước về hạ du và nước rút nhanh hơn tại các khu vực đang ngập úng. Ngoài ra, Hồ Hòa Bình đã đóng cửa xả cuối cùng. Trong đêm ngày 10 tháng 9 và sáng 11 tháng 9, lượng mưa tại miền Bắc đã giảm so với 2 ngày trước. Rạng sáng đến trưa ngày 11 tháng 9, mưa chủ yếu tập trung ở Đồng Bằng và Đông Bắc Bộ tới Bắc Trung Bộ. Dự báo đến hết ngày 12 tháng 9, mưa vẫn còn và tập trung ở Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và có thể giảm sau đó. Lũ trên sông Hồng, sông Thái Bình, từ đêm qua đến trưa ngày 11 tháng 9 có xu thế tăng. Song dự báo trong những giờ tới, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có xu thế tăng chậm. Các sông liên quan hạ du sông Hồng, lũ lên mức báo động 3, ảnh hưởng ngập vùng ven sông, trũng thấp. Không ai cầm nổi nước mắt hơn 100 người dân. Công an, quân đội về rất là hỗ trợ bà con rất là đông.
tin. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 35 thi thể trong vụ lũ quét vùi lấp 37 hộ dân với 158 nhân khẩu tại thôn Làng Nủ. Hiện 61 người còn mất tích, 17 người bị thương, 46 người an toàn. Các chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2 dùng cuốc, sẻng, dao lật từng thân cây, thớ bùn để tìm kiếm người mất tích. Ở một mũi tìm kiếm khác, các chiến sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở đoạn suối phía dưới, cách hiện trường sạt lở khoảng 2 km. Nhiều bộ đội dầm mình dưới dòng nước lũ tìm kiếm nạn nhân. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm ở lòng suối thì trên núi xuất hiện một vị trí sụt sạt, nước ầm ầm đổ về. Tiếng kẻng báo động vang khắp nơi để cảnh báo lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển gấp lên bờ. Hiện tại thì đơn vị lực lượng chức năng vừa mới gõ kẻng để cảnh báo nước về to hơn, có thể gây nguy cơ sạt lở thêm. Hiện tại bà con và lực lượng chức năng đang di rời và đang đảm bảo sự an toàn. Phía trên đây thì mây đang về rất dài, về rất dày, có khả năng sẽ nghe mưa to. Dòng nước về đang chảy rất xiết. Lực lượng chức năng dự đoán công tác tìm kiếm có thể kéo dài nhiều ngày bởi lượng đất đá sạt lở quá lớn, san bằng các ngôi nhà và chảy dài nhiều km. Ngoài các đơn vị của quân khu 2, lực lượng công an, dân quân của huyện và tỉnh Lào Cai có khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Lợn của Dabaco. Nhưng mà vừa rồi là nước nó lên nhanh quá là không chạy kịp ấy. Gia Bình, Bắc Linh. Trời kìa, đang mưa đằng kia. Dạ. Bán bao tiền con? 500.000 một con. Nhưng mà con nào nó loại thì mới bán. Con nào nó ốm thì không? Con nào nó ốm thì mua được. Còn nó què chân đấy. Ở Gia Bình, Bắc Linh còn. Đây là thuộc Gia Bình, Bắc Linh. Rẻ lắm. 450 cân đấy ông. Chứng tỏ ở dưới chân cầu này còn nhiều này, đây bây giờ mới ra này. Chỗ này sạt xuống sập mấy nhà đây này, phá hết sang cái nhà bên cạnh này, toàn hết. Nhà Hà Nam mấy nhà kia bây giờ lẫn lộn nhỉ? Bây giờ không quan trọng nữa rồi. Đây, nước hiện tại có rút nhưng vẫn ngập.